Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Ngọc Tony TV đây. Thì hôm nay là cuối tuần rồi mọi người, thứ bảy cuối tuần đó. Thì mỗi thứ bảy mình thường hay đi chơi để xả stress cho mọi người. Thì hôm nay mình sẽ rủ thằng A Quang đi chơi nha mọi người, để coi hôm nay đi chơi những đâu nha. Các bạn hãy đón xem hết cái video này. Các bạn nào mà chưa bấm đăng ký hãy bấm đăng ký, bấm like, bấm chuông để ủng hộ kênh mình nha mọi người. Đó thì mình đã lên đồ đẹp rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi rủ thằng A Quang thôi nha mọi người. Đi thôi, let's go. Trời lụm thì ok, bây giờ mình đang chở A Quang lên gặp để xem phim nè mọi người. Coi phim đó, nay được đi chung với A Quang hân hạnh quá, vui quá. Vui dạ yeah, cha đó. Ok, bây giờ sẽ chạy lên gặp để coi phim thôi nha mọi người. Coi phim xong đi ăn uống rồi này kia. Thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy máu chảy về tim. 15 minutes later. Vậy là mày dắt tao đi coi phim dữ chưa Ngẫu? Anh đù. Được. Tại nãy mất sức ché mày ơi. Giờ bù lại hai cái tô mì chay này chịu không? Nè coi đỡ đi. Ê Quang, tao bù mày cái tô mì chay này mày thấy được không? Tao đang được. Mày dắt tao đi ăn mì chay là làm sao? Tại tao khoái ăn mì chay nè, dắt mày ăn mì chay vô cho vui. Mày khoái thì mày ăn mình mày đi, tao không có muốn ăn. Mày không muốn ăn gì đưa đây. Giỡn thôi, mày làm gì vậy? Bây giờ không coi phim được thì ăn mì chay chứ đâu. Trời ơi, nghiện mà ngại, gọi ăn đi ông nội ơi. Ăn nha. Đó, mày ăn đi, mày ăn đi. Rồi, đây là cái tô của mình nha mọi người. Mày làm gì mày nhìn dữ hả? Tô tao không có, cho tao cục đó được không? Không mày. Ăn đi. Tính tiền đi Ngẫu. Gì tính tiền ba? Tao chở mày rồi mày tính tiền đi chứ. Gì? Mày rủ tao đi chơi mày phải bao chứ cái thằng này. Nhưng mà tao không có đem tiền. Trời. Mày tính tiền đi. Tao tính mày bao, tao có đem tiền đâu. Rồi giờ sao? Mày hỏi tao. Thôi, để tao. 15 minutes later. Kế bạn ơi, mới ăn xong bây giờ quá trời no rồi. Đợi thằng Ngọc nó giải quyết xong nữa là ra đi chơi tiếp nha. Rồi đi nè. Hey, đi chơi, đi chơi. Ủa? Rồi xe đâu? Xe gì? Thì xe mày chở tao lên nè. À, hồi nãy tao đưa bà chủ dữ dòm mời bà mới cho tao ra đây nè. Thằng này giỡn hoài mày, giỡn không vui. Thiệt. Nói thiệt đi, trời ơi, xe đâu? Thiệt đó ba. Tao hỏi câu đó mới đúng á. Đi thôi bộ về chứ sao. Thằng ơi thằng này. Đây hôm nay tao phải dục bữa đi. Mày ngủ tao đi chơi vậy đó hả? 15 minutes later. Rồi bây giờ mình tới cái xe cá viên chiên rồi. Cô ơi lấy cho con 50.000 cá viên chiên lộn xộn.
mới mua cá viên chiên nè Hoàng ơi, dứt dứt mày ơi. Mày có tiền mua cá viên chiên, sao nãy mày không lấy tiền này trả tiền ăn mì cay đi. Thằng này dở, giờ tao nói mày nè, mày trả tiền ăn mì cay, có tiền đâu mày ăn cá viên chiên. Dứt dội. Lắm 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 lắm. Cầm miếng này. Xong cho mày đó tao nữa. Vô vô ăn vô. Hết sảy luôn. Chiên cút này phải không? Chiên cút. Ăn cà bắp luôn nha. Ê. Ăn rồi no đã quá. Giờ mà có nước uống nữa là đúng bài luôn Ngọc. Muốn uống nước hả? Ừ. Đây. Nước đó, uống đi. 15 minutes later. Quang, công nhận đi lội bộ vậy vui thiệt ha. Vui con khỉ. Vui nha. Thì lâu lâu mình đi lội bộ vậy đi. Thôi, tao không có nhu cầu đi bộ với mày. Ê, Quang. Cầm giùm điện thoại nha. Dạ. Tao đi vệ sinh cái, cầm giùm điện thoại nha. Đi lội bộ trước đi, tao hỏi tao lội theo. Cái thằng này tranh thủ đi mày ơi. Tình chứ nay không biết thằng Ngọc nó nghĩ cái gì luôn bạn. 15 minutes later. Trời ơi. Thằng Ngọc nãy giờ đi lâu quá, không biết nó đi đâu luôn trời. Cứu tôi, mỏi chân quá. Ngọc phải không ta? Chứ không phải nó đâu. Mới đi về thay đồ ra khỏe quá. Ủa mà mình cũng quên cái gì không ta? Chắc không đâu. Đi ngủ thôi.